Hiện nay, tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đang xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý triệt để. Điển hình, trường hợp của ông Đặng Thái Phong, ông Phạm Văn Cảng, ông Đỗ Hồng Nhuận, ông Trần Văn Thuận, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Nguyễn Quốc Đoàn. Tất cả các hộ này, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tứ Kỳ đã ký hợp đồng không đúng mục đích sử dụng đất và không đúng thẩm quyền. Cụ thể, theo báo cáo số 63 BC UBND ngày 14 tháng 2 năm 2020 về công tác thực hiện khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra số 547 KL TTR ngày 9 tháng 9 năm 2020 của thanh tra tỉnh Hải Dương về việc quản lý sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất tại huyện Tứ Kỳ do ông Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tứ Kỳ nêu rõ. Đối với trường hợp của ông Đặng Thái Phong, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tứ Kỳ đã thanh lý hợp đồng giao thầu cũ và thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên phần đất hành lang kênh T7, hành lang vỉa hè, đường vành đai Đông Nam. Đối với trường hợp của ông Phạm Văn Cảng thuê đất để mở xưởng cơ khí, vị trí này được xác định nằm trong hành lang kênh T7 và hành lang đường vành đai Đông Nam. Ủy ban Nhân dân thị trấn đã thanh lý hợp đồng và sẽ lập kế hoạch giải tỏa công trình theo quy định. Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, công trình của ông Đặng Thái Phong đã được Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi huyện Tứ Kỳ cùng Ủy ban Nhân dân thị trấn Tứ Kỳ tiếp tục lập 2 lần biên bản vi phạm vùng phụ cận và công trình thủy lợi, đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng trước theo hiện trạng ban đầu trước ngày 25 tháng 3 năm 2020. Còn công trình của ông Phạm Văn Cảng phải tháo dỡ và hoàn trả trước ngày 28 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tòa soạn Môi trường Xây dựng Điện tử ngày 17 tháng 5 năm 2022, các công trình nhà ở, nhà hàng phố mới, nhà xưởng này được xây dựng bằng tường gạch khá kiên cố. Nhiều phần diện tích có dấu hiệu vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ hoàn trả lại nguyên trạng. Hàng loạt các công trình ở đây vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi, bao giờ các cơ quan chức năng tại đây sẽ vào cuộc xử lý dứt điểm công trình vi phạm? Trước thực trạng trên, phóng viên Tòa soạn Môi trường Xây dựng Điện tử đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tứ Kỳ. Ông Thao cho hay, công trình nhà hàng phố mới của ông Đặng Thái Phong và nhà xưởng của ông Phạm Văn Cảng là có vi phạm. Do các công trình vi phạm này vượt thẩm quyền, nên Ủy ban Nhân dân thị trấn đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản chỉ đạo trả lời xử lý như thế nào. Khu đất đó thuộc quyền khai thác, sử dụng, thuộc Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi huyện Tứ Kỳ. Các công trình này chỉ nằm trên địa bàn của thị trấn, do vậy các đơn vị liên quan có ý kiến thì mới xử lý được. Trước những thông tin trên, đề nghị các cơ quan chức năng thẩm quyền có liên quan sớm vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý triệt để các cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm nếu có.